nhân vật chính của chúng ta là sở lăng cậu đã vào một quán rượu và bắt đầu kể một câu chuyện về lịch sử của đại lục này nó có được sự phồn vinh bây giờ là nhờ trận huyết chiến với ma võ năm xưa và trong lúc cậu kể thì cũng có một nữ hiệp nào đó ở ngoài kia đang phải đối phó với vài tên thích khách quay lại câu chuyện ma võ từng có ý đồ thôn tính thế giới ma võ này cực kỳ lợi hại và không có đối thủ nhưng một đại hiệp là phong thiên đã tự tay hạ được ma võ chỉ bằng một chiêu tào lao nào đó đột nhiên người quen của cậu là bạch phụng biết thừa là sở lăng đang định bốc phét rằng mình chính là truyền nhân của đại hiệp phong thiên kia nên đến vạch mặt cậu tới hồn lực cũng không có mà đòi làm truyền nhân khiến ai nấy đều bật cười ba tên thích khách kia lúc này đã bao vây nữ hiệp nhưng vì đánh quá tay khiến người dân chạy ra phàn nàn và để cô chạy thoát qua lời của chúng thì ta biết cô gái kia là một gián điệp của ma võ còn sở lăng thì vẫn đang gây lộn với bạch phụng thì mẹ cậu đi đến cậu muốn mẹ nói lý giúp nhưng mẹ muốn cậu quay lại làm việc ngay sở lăng và bạch phụng sau đó đã ra ngoài để đi giao hàng do nhà bạch phụng có khách nên mới phải đến quán nhà cậu để mua rượu sở lăng cũng thắc mắc không biết sao năm nay học viện thiên võ lại tổ chức thi tuyển sớm hơn mọi năm đã vậy còn có tin đồn ma võ tái sinh, Bạch Phụng cũng chịu, nhưng cậu ta có nghe tin đồn rằng trận chiến năm xưa ma võ vẫn chưa hề chết, đã vậy học viện Thiên Võ còn tuyển sinh sớm thì chắc chắn là có vấn đề. Bạch Phụng còn chưa sống đủ bình yên nên bắt đầu than vãn, nhưng Sở Lăng xem đây là cơ hội để cậu bước lên võ đài và được người ta công nhận, nhưng Bạch Phục thấy cậu không bao giờ có cửa và tại sao bản thân lại phải làm huynh đệ 10 năm với một kẻ vô dụng như cậu, cha cậu ta thì lại luôn ép cậu ta phải vào được học viện. Đã vậy còn thuê hẳn 13 gia sư về kèm sở lăng lại ước được như bạch phục nhưng cậu ta nhắc sở lăng nhớ là cậu không có hồn lực thì luyện sao cũng vô dụng đi thi thì chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết sở lăng tính thể hiện nhưng bạch phục nhìn cậu mà mắc cười đột nhiên cả hai thấy bốn bóng người lướt qua sở lăng nghĩ là gián điệp nên đuổi theo đòi lập công cậu đuổi theo họ vào rừng và vì thuộc rừng nên cậu mới bắt kịp cậu thấy đây chỉ có ba người và tin là nếu báo cáo được thông tin về gián điệp thì cậu sẽ được miễn thi cậu tìm thấy một đường sáng nên đã bám theo và thấy cô gái ban nãy đang ngồi ở một cái cây ba vị mật thám đã tìm đến và muốn cô giáp điệp khoanh tay chịu trói nhưng cô dụ họ đến đây là có lý do đột nhiên sở lăng xông vào vì nghĩ là cô nương đây bị ức hiếp cậu phá luôn bẫy mà cô đặt ra và còn ngã lên người cô cậu cho rằng ba vị mật thám kia là gián điệp nên họ cố giải thích thì cậu từ chối nghe cô gái kia định xử cậu cho đỡ phiền thì mật thám phải can thiệp nên cậu quay lại cùng cô gái kia nằm xuống mật thám muốn xử cậu nhưng luật cấm hại dân thường cậu lại định thể hiện thì cái cây phía sau đã biến thành quái vật cô gái kia đã bỏ chạy và gặp được một người của ma võ để báo cáo cái cây kia thì đang đuổi theo sở lăng còn ba mật thám thì đã hẹo ta biết cô gái kia là lan nhược và cô nghi ngờ sắp có đại nhân vật nào đó xuất hiện vì thị trấn lúc này có rất nhiều hồn sư tìm đến tên kia muốn cô tham gia cuộc thi của học viện và phải vào được để tìm thêm thông tin về ma võ cô sẽ phải cải trang thành nam nhân và tham gia nếu bị phát hiện thì phải uống thuốc độc để bảo vệ thông tin còn sở lăng lúc này đã sắp lên bàn thờ thì một giọng nói vang lên và nói sẽ cho cậu sức mạnh trước khi tiếp tục video mọi người cho s xin 2 phút để quảng cáo tiếp tục duy trì kênh nhé he he hết Tết rồi chán quá mấy ông à, hồi Tết còn có nhiều thứ vui vẻ cho chúng ta chơi chứ giờ hết Tết thì hẳn ai cũng phải quay lại với công việc và học tập. Và để giải tỏa căng thẳng và áp lực sau những giờ làm và giờ học mệt mỏi thì mình muốn giới thiệu đến với mọi người tựa game Honkai, Star Rail. Là một tựa game nhập vai chiến thuật có chủ để khám phá vũ trụ kỳ ảo, sở hữu đồ họa và âm thanh xuất sắc, lối chơi thú vị, hấp dẫn đến từ nhà phát triển Hozovert. Đồng thời cũng là nhà phát triển của tựa game Genshin Impact nổi tiếng toàn thế giới, là một tựa game miễn phí đa nền tảng có chia sẻ dữ liệu giúp bạn có thể chơi mọi lúc mọi nơi trên mobile, PC và cả PlayStation 5. Đặc biệt game có hỗ trợ tiếng Việt cho anh em nào yếu ngoại ngữ, Honkai Star Rail đã, đang và sẽ là sản phẩm cực hot trên toàn cầu, vì mới đây, game đã đạt được giải thưởng game di động hay nhất của năm tại sự kiện The Game Awards danh giá. Và cùng là game hay nhất 2023 trên cả Google Play và App Store, mới gần đây, game đã có một đợt big update 2.0 với chủ đề ví như nằm mộng giữa đêm khuya. Phiên bản này đem đến cho người chơi một thế giới mới tên là Penaconi đem tới những khung cảnh phong phú cùng những nhân vật mới và những câu chuyện bí ẩn mới cần được khám phá. Sơ qua về cốt truyện phiên bản mới, sau khi nhận được lời mời, nhà khai phá cùng với phi đội sẽ lần đầu tiên đặt chân đầu tiên lên cuộc hành trình khám phá vùng đất của những lễ hội và giấc mơ Penacony. Vì là vùng đất của những giấc mơ nên chỉ có đến được thông qua cõi mộng và mọi thứ ở đây đều không tuân theo những quy luật thực tế, mọi thứ đều rất tuyệt vời theo trí tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng ẩn sau hạnh phúc và niềm vui lại là những nguy cơ và bí ẩn cần người chơi khám phá và giải quyết, giờ thì đến những nhân vật mới sau banner cực kỳ thành công của cô nàng Black ở nửa sau của phiên bản 2.0 là sự xuất hiện của một cô gái dễ thương, nhanh nhẹn, tinh nghịch và khó đoán mang tên Sparkle. Sparkle là nhân vật năm sao mang vận mệnh hòa hợp và thuộc tính lượng tử. Cô sở hữu khả năng tăng và hồi lại điểm chiến kỹ cho cả đội, bắp lượt, bắp sát thương cực kỳ bá đạo. Sparkle hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nhân vật hỗ trợ mạnh nhất, hot nhất của game. Banner của Sparkle được mở từ ngày 29 tháng 2 cho đến 27 tháng 3. Ngoài ra, phiên bản 2.0 còn mang tới cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm và sự kiện mới như trải nghiệm đi bộ trên tường, vượt qua các mê cung có khả năng xoay chuyển khôn lường, nhân vật 4 sao mới, cậu bé gác cửa đáng yêu của khách sạn mang tên Misa, sở hữu vận mệnh hủy diệt và thuộc tính băng với khả năng gây sát thương rất tốt, nhân vật 5 sao rất được yêu thích là đại tướng quân Dinh Uân cũng sẽ quay trở lại, cùng nhiều khu vực mới, boss và quái mới, thậm chí là game còn chi tiết khi làm thay đổi cảm xúc của các NPC để trông thực tế hơn. Mấy anh em dân cày thì cũng có thể nhận được đến 20 vé quay chỉ bằng việc đăng nhập, nên còn chần chờ gì nữa mà không tải game về trải nghiệm. Lan Nhược lúc này đã lấy một cái áo choàng có khả năng đổi giới tính, còn Sở Lăng thì gần như tẩu hỏa nhập ma và một chiêu cắt đôi cái cây, cậu sau đó bất tỉnh và có một giấc mơ rực cháy, cậu tỉnh lại thì bản thân đã ở nhà. Mẹ thấy cậu tỉnh thì phi cho một chảo vì bảo đi giao đồ thì lại bỏ khách giữa đường rồi vào rừng ngủ, cậu có giải thích nhưng mẹ không muốn nghe. Biết cái tính này từ ai luôn, mẹ muốn cậu dọn dẹp lại vì sắp có người đến xem mắt, cậu chạy xuống nói bản thân chưa đủ tuổi và còn muốn tham gia học viện nhưng mẹ cho rằng cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết khó khăn lắm mới có một nhà giàu mắt mù nhìn chúng cậu cậu nói như nào mẹ cũng không chịu và quyết định trói cậu lên cột đợi chưa nhà gái sẽ đến mẹ vừa đi mua đồ thì đột nhiên nhà gái tìm đến cô này đã lao đến cứu sở lăng và đây từ đầu là trò của bạch phục cậu ta muốn sở lăng gọi hai tiếng nhạc phụ thì cậu ta đưa đi thi còn không thì chuẩn bị mà động phòng với vợ tương lai ở đây cả hai đuổi nhau ngoài đường thì vô tình đụng chúng lan nhược đang cải trang cô bất ngờ vì sở lăng còn sống nên đã hất cả hai đi rồi vào nơi tổ chức thi và khóa cửa lại cô nghĩ là có thể nhốt cả hai ở ngoài và khiến cả hai muộn giờ và không thể đi thi nữa nhưng bạch phục đã dẫn cậu đi vào bằng cửa sau vì cậu ta có người quen làm bảo vệ vừa gặp lại thì sở lăng đã đòi gây sự với la nhược và muốn làm cho ra lẽ đúng lúc này thì trưởng ban giám khảo là sơ mộc bước ra và yêu cầu tất cả tập hợp lại đây la nhược thì đã cảm nhận được sự nguy hiểm của sở lăng và quyết không để cậu tham gia thi sơ mộc cho họ biết bài thi sẽ có ba vòng nhưng hai thanh niên không để tâm mà mải dò là đối thủ những kẻ áo tím và cô gái kia là người của một kiếm tông nổi tiếng, tên ở giữa là Lâm Dương còn phía sau là em gái Tiểu Y. Tên tóc trắng đằng kia là Bạch Lang, còn người mặc áo choàng mà cậu gây sự thì tốt nhất là đừng dây vào, Sở Lăng không chịu bỏ qua thì bị Sơ Mộc gọi vì làm ổn. Ai nấy nhận ra cậu là đứa chuyên đi kể chuyện bốc phét ở quán rượu. Tiểu Y dường như có để ý đến Sở Lăng, còn Sơ Mộc cho rằng chuyện tham gia là tự nguyện nên ai cũng có quyền tham gia, nhưng việc giữ mạng là do mỗi người tự nắm lấy. Vòng đầu tiên sẽ là đi bắt hồn thú, chỉ 200 người bắt được mới có thể qua nghe vậy thì ai nấy nhanh chóng chạy đi lan nhược lại tranh thủ đánh cho sở lăng một đòn để làm chậm chân cậu vừa vào rừng ai nấy đều dùng hồn lực để tìm nhưng hết tắc kè rồi đến hồng hạc và cả gấu toàn mấy con khó bắt sở lăng thì chỉ biết tìm bằng mắt nên bạch phục đi trước và để cậu tự tìm cậu thường chơi trong rừng nên cũng biết lần theo dấu vết để tìm nhưng vừa tìm được một con thì nó đột nhiên bịt mũi và chạy đi con thứ hai cậu tìm thấy cũng chạy mất đã vậy còn có 80 người đã qua bài Sở Lăng vẫn chưa hề biết bản thân không bắt được là vì cái vòng phép mà Lan Nhược đã ém lên cậu lúc mới bắt đầu. Cậu sau một lúc bất lực vì đã có 3 phần 4 thí sinh qua ải thì đột nhiên một con hổ khổng lồ xuất hiện tấn công. Nó lao đến Sở Lăng và khiến cậu bị thương ở chân, đang nghĩ pha này đi trầu rồi thì đột nhiên cái vòng phép đó lại cứu cậu một mạng khi con hổ ngửi được thì oẹ ra đấy rồi bỏ đi. Đang đau vì vết thương thì cậu được cô gái tiểu Y kia đến giúp. Cô thấy thích cậu vì cậu nói bản thân muốn được trở thành như vị anh hùng phong thiên cô sau đó bị anh trai gọi đi và sở lăng cũng nghe đến việc chỉ còn chín suất nữa thì hoảng hốt và cậu cũng đã nghĩ ra một kế hoạch cậu đã lấy áo ra làm bù nhìn để chặn đường con hổ bản thân chặn một lối khác và dồn con hổ đi vào lối mà cậu đã đặt bẫy cậu cho đá đè lên và kéo con hổ về nhưng giữa đường thì bị lan nhược sở trò khi cổng ngoài kia sắp đóng lại thì sở lăng đã xông ra và nói bản thân vừa bắt được hồn thú nhưng kéo ra thì lại là một con khác cậu cố giải thích việc bản thân bắt được hổ thật và muốn họ đi xem cái bẫy cậu làm ra nhưng chẳng một ai tin Sơ Mộc nhận ra có ai đó thi triển thuật thức lên hồn thú này nên hẳn là có kẻ bày mưu. Cô tạm chấp nhận cho Sở Lăng qua vòng 2 và sẽ điều tra vụ việc của cậu sau. Sơ Mộc sau đó đã đưa cả đoàn đến cây cầu vực thẳm. Đây sẽ là nơi diễn ra bài thi thứ hai. 50 người qua được cầu đầu tiên sẽ qua vòng. Hồn thú vẫn bám lấy Sở Lăng nên Sơ Mộc sẽ cất giữ nó tạm thời. Mấy kẻ thiếu suy nghĩ đã chạy trước, Bạch Phục hỏi lý do Sở Lăng chưa đi thì cậu thấy những người mạnh vẫn còn đứng đây nên hẳn là cây cầu này không dễ ăn. Bạch Phục đang nói nói gì đó thì Sở Lăng đã chạy mất vì cậu thấy Sơ Mộc cũng đã lên đường, nhưng vừa đi được một đoạn thì sương mù đã che kín đường, Sơ Mộc cũng chạy đi mất, cô đã qua được màn sương dày và có hai người bám theo được là Bạch Lang với La Nhược. Sơ Mộc và Bạch Lang đột nhiên đổi cách chạy nên La Nhược đã đứng lại xem xét vấn đề. Cô bắt gặp mấy cái xác khô của những kẻ đi trước và một loại hồn thú, vừa tung chiêu thì cô nhận thấy đám này thích ăn hồn lực nên lui lại. Chúng đuổi theo thì đột nhiên quay đầu, cô nhận ra đám này có vẻ rất nhạy trong việc cảm nhận âm thanh. Đứng yên thì chúng sẽ quay đi, cô định lợi dụng đám này để loại sở lăng bất chấp việc này sẽ hại cả người vô tội hội của sở lăng sau đó mới chạy đến và phát hiện mấy cái xác họ cũng đã gây náo động và khiến mấy con hồn thú trốn dưới cầu chui lên sở lăng thì được bạch phục bảo vệ còn hội của tiểu y thì có bốn người anh lập phép bảo vệ nhưng mấy con này ăn cả hồn lực nên một người đã bị đục xuyên và hút hồn tiểu y nhận ra mấy người ngồi yên thì không bị gì nên đã nhẹ nhàng bò qua và ra hiệu cho mấy người anh yên lặng sở lăng và bạch phục cũng bỏ theo nhưng cả nhóm đã dính vào bẫy do lan nhược bày ra và kẹt ở giữa đống cây mấy con quái lo gặm cây nên tiểu y muốn họ cứ tiên lên vậy nhưng đột nhiên một con quái to lớn đã chặn đầu con này là thủ lĩnh của đám quái nhỏ kia không ai biết con này có bị âm thanh thu hút không nên đành phải lên thử nhưng một thanh niên xấu số đã phải bỏ mạng để kiểm nghiệm lâm dương và tiểu y phải dựng khiên chắn bạch phục thì ném nốt số dao còn lại nhưng con quái vẫn tung một đòn phá vỡ khiên nó sau đó đã thi triển thuật thức đột nhiên thuật thức vừa tung ra thì toàn bộ người gần đó đều bị hóa đá sở lăng thoát được là nhờ tiểu y đã dựng khiên chắn lại cả hai sau đó bị con quái tóm được và nhốt lại ba người đi đầu đã thành công về đến đích sở lăng lúc này lại chìm vào tâm trí và bắt gặp một thực thể bóng tối trong này thực thể này không giới thiệu rõ ràng chỉ nói nó đã bị phong ấn trong cơ thể cậu vì có kẻ e sợ sức mạnh từ nó cậu chỉ cần chạm vào phong ấn là phá được và nó sẽ cho cậu sức mạnh để cứu bạn bè cậu định đưa tay lên thì dừng lại vì có vài uẩn khúc nhưng nó vì muốn cậu tin tưởng nên nó đã cho cậu ít sức mạnh để trải nghiệm cậu sau đó còn bị thực thể này thúc ép về việc bạn bè cậu có thể chết thì liên đưa tay phá luôn Sơ Mộc lúc này thấy lạ vì đâu thể nào chỉ có hai người qua được và hẳn là đã có bất chắc gì đó xảy ra. La Nhược lúc này đã đi gặp lại tên đồng bọn và hắn cảnh cáo cô không được làm gì gây chú ý, vụ con hổ là hắn đã nhắm mắt cho qua. Đang nói thì đột nhiên cả hai cảm nhận được khí tức từ ma võ truyền đến, chứng tỏ trong người Sở Lăng chính là ma võ, Sở Lăng tung một đòn đã xử lý xong con quái. Sơ Mộc biết là có chuyện nên đành quay lại xem thử, còn La Nhược và tên đồng bọn cũng muốn đi xem coi chuyện gì đã xảy ra. Ma võ đã chiếm được xác của Sở Lăng và thấy cơ thể cậu quá yếu, hắn thu nguyên hồn của con quái lại để tẩm bổ và còn định hút hồn luôn tiểu y cô không biết phải làm cách nào để đánh thức cậu đúng lúc này thì ai đó đã đến và tung một chiêu khiến phong ấn một lần nữa đóng lại và trả sở lăng về như cũ người đó chính là hiệu trưởng và ông thấy may khi phong ấn chỉ mới bị nới lỏng ông ra lệnh cho người giám sát sở lăng đề phòng chuyện tương tự xảy ra một lần nữa những người bị hóa đá cũng sẽ tỉnh lại sớm nên cả hai đã rời đi bạch phục và những người khác giờ mới bình thường trở lại giám sát viên chạy đến thì không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra sở lăng và tiểu y thì đều đã ngất đi Sở Lăng sau đó đã mơ thấy chuyện trên cầu và bật dậy thì đụng chúng bạch phục, cậu ta thấy Sở Lăng không mặc áo thì nghĩ cậu là loại người đấy. Lâm Dương cầm kiếm tìm đến và nghĩ cậu đã giở trò gì đó với tiểu muội của cậu ta. Tiểu Y vẫn cố nói đỡ cho Sở Lăng nhưng phải đến khi Sơ Mộc đến thì cô mới ngăn được cuộc ẩu đả và nói tất cả đến cái cây phía trước. Cô cho biết việc quái to xuất hiện là không lường trước và họ sẽ điều tra thêm, những ai sống sót thì sẽ đều được cho qua. Cô cũng hỏi Sở Lăng là cậu có chắc hồn thú trên đầu là một con hổ thì cậu chắc chắn nên cô cho phép cậu qua cô cũng biết sở lăng là người đã hạ con quái to nên không biết cậu có lai lịch như nào sơ mộc cho họ biết đây là kết giới của trường có khả năng kháng lại mọi đòn tấn công nếu không được người có ủy quyền cho phép thì bất cứ ai cũng không thể ra vào tùy tiện nói chung là giờ vào đây bạch phục hỏi lại lần nữa về việc sở lăng không nhớ gì trên cầu thì cậu đúng là không còn nhớ gì thật cả đoàn sau khi qua cổng thì đã đến được thần thụ nơi này cũng được dùng để xây nhà ở nhưng sơ mộc muốn họ bớt ngắm cảnh mà tiếp tục tiến lên nơi này trước đây chính là chiến trường giữa thiên và ma Thiên võ đang trong thế thua thì vị đại hiệp Phong Thiên đã tự tay hạ gục được ma võ và giúp họ đảo chiều trận chiến. Phong Thiên cũng đã xây dựng lại học viện này và dùng ba thần khí để lập nên kết giới, nhờ đó đại lục giờ mới yên ổn. Sơ Mộc đã đưa cả đoàn đến nơi ở tạm thời và ai nấy đều than vì nhà nhìn như cái cũi, nhưng nơi ở thật là cái giếng đằng kia, đồng thời họ sẽ có thêm một đại sư nữa để hướng dẫn, đại sư mới này nhìn khá nhỏ. Ông ta là đậu âm và cho biết đứa nào tỏ thái độ thì sẽ chịu phạt, một tên lỡ cười thành tiếng thì ngay lập tức bị sút vỡ mồm lúc tất cả tập trung lại giếng thì đậu âm có hỏi lại sơ mộc về đối tượng cần giám sát có phải sở lăng hay không họ sau đó được đưa xuống dưới và phải tự đi tìm nơi ở sáng mai tập hợp lại đây nếu cần thiết thì niệm tên ông trong đầu vì ông có khả năng thần giao cách cảm nói không tin nên ông đọc hết suy nghĩ của cả đám khiến ai cũng nghiêm chỉnh họ sau đó đi tìm nơi ở thì nhà nào cũng toàn là dễ cây dương thì mục nát dưới thảm thì đầy bọ nhưng sở lăng lại thấy ổn ra phết bạch phục thì được gái đến nhờ mở cửa giúp lan nhược thì chưa tìm được phòng bạch phục đến giúp thì lỡ làm hư cửa nên đi xin đậu âm giúp ông muốn cậu ta tự lo và nhớ đền cửa cậu ta về gọi sở lăng và muốn cùng đi tìm gỗ về gia cố lại cả hai đóng cửa mạnh quá khiển biển số phía trên bị đảo lại làm lan nhược vào nhầm sở lăng đi một lúc thì đau bụng đòi về và cậu vô tình và đúng lúc lan nhược cởi áo choàng kia ra để tắm cậu lỡ lên tiếng khiến cô giật mình quay lại tấn công cậu nhận ra cô nhưng bị thanh gỗ rơi xuống làm cho bất tỉnh lan nhược tính xử luôn thì người khác kéo đến buộc cô phải trốn đi trong lúc đó tên đồng bọn của lan nhượng đã gọi thêm hai kẻ nữa đến để phá hoại cuộc thi sáng hôm sau đậu âm thông báo tập hợp sở lăng tỉnh dậy và đang chưa hiểu gì thì nghe thông báo thì liền hốt hoảng chạy đi cậu lên đúng lúc cả đoàn đã tập hợp và vẫn được đậu âm tạm chấp nhận ông cho họ biết về thể thức của cuộc thi thứ ba đây là tiền tệ mỗi người sẽ được phát số tiền tệ nhất định và để qua vòng thì họ và giành giật tiền tệ của nhau một nghìn thì qua nói chung là trường dạy người ta cách cướp của không có quy tắc gì cả cướp thế nào tùy vào bản lĩnh của mỗi người một điều nữa là phía nam trường có một khu rừng lá đỏ đó là vùng an toàn, hai tiếng sẽ vào được một lần, ở lại được 15 phút và cấm đánh nhau. Vi phạm sẽ xóa sạch kết quả thi, lát nữa ông sẽ đưa họ vào khu vực thi và chỉ khi đủ thì mới được trở ra. Số tiền sẽ ở trên cây này. Số lượng họ nhận được sẽ là ngẫu nhiên để quyết định họ là người tấn công hay nên phòng thủ. Miễn sao trong đủ 4 tiếng là có thể đi ra. Họ sau đó đã dùng hồn lực để lấy túi xuống. Những ai nói ra số tiền của bản thân nếu nhiều thì chắc chắn sẽ bị săn. Sở Lăng vừa mò lên lấy và xem thử thì sốc. Một giây sau cậu đã bị cả đoàn đuổi theo vì cậu có đến gấp đôi số tiền cần thiết là 2.000. Bạch Phục chửi cậu là đồ ngốc vì tự nhiên được nhiều lại đi khai ra. Bạch Phục quyết định giữ mạng nên để cậu tự lo. Sở Lăng đã phải ném bớt tiền đi để người ta đứng lại nhặt thay vì đuổi cậu, thế là 2.000 trở về còn mấy trăm. Cậu quyết định chạy đến khu vực an toàn để chờ sẵn, nhưng đột nhiên cậu bị một đám tóm lấy ở đây, chúng đều là những học viên của năm trước. Và đậu âm đã giấu việc này để đám kia có thể thực hiện màn săn những tân sinh, và ông ta muốn xem có bao nhiêu kẻ qua được đám kia muốn sở lăng giao tiền ra thì cậu nói bản thân đã bị cướp hết nhưng chúng không tin nên đã tấn công thì dấu ấn từ việc hấp thụ con quái to lần trước đã bộc phát cậu né được và hắn lao đến thì cậu thấy thời gian như chậm lại và né tiếp cậu sau đó bị hai kẻ lao đến nên định đánh thử thì uy lực khá lớn cô gái kia tạo gai thì cậu nhảy lên cực cao để né và rơi xuống thì đập mặt pha tự hủy đó đã khiến cậu bó tay đột nhiên đám kia bị lan nhược tìm đến bắt lấy cô tóm luôn cả sở lương để cướp tiền và sau đó bỏ đi cậu quyết không tha cho cô nên bứt dây rồi đuổi theo ba kẻ kia thấy tân sinh giờ ghê quá nên định về quê làm dụng cho khỏe sở lăng nghĩ bản thân giờ đã thức tỉnh sức mạnh trong lúc đó bạch phục đã chỉ dạy một người cách lập nghiệp làm giàu để đổi lại tiền tệ và đủ một nghìn đột nhiên sở lăng mò đến và cậu khoe việc bản thân có năng lực chưa kịp thể hiện thì cả hai thấy đằng kia có nổ nên mò đến xem hai kẻ do tên hắc ám kia phái đến đã đánh bại lâm dương và đang giám định tiểu y xem cố có phải người cần tìm hay không cả hai mò đến và bạch phục nghĩ là cướp tiền nhưng sở lăng đã tiến ra để cứu gái 10 phút trước nhóm của tiểu y chạm mặt hai tên này lâm dương và đàn em đã lao đến thì bị ả à phía sau khóa chuyển động buộc tiểu y phải đến dựng khiên nhưng bom của tên đầu bòi này lại dịch chuyển vào trong khiến cả ba bị nổ bay đi quay về hiện tại sở lăng cố lao đến nhưng sức mạnh của cậu giờ lại không dùng được nên bách phục phải ném bom khói để đưa cả đám thoát ra cả hai đưa tiểu y chạy đi sở lăng không hiểu sao sức mạnh giờ lại không xài được cả hai chạy về khu an toàn thì bị ả à kia trói lại trước khi kịp vào đúng lúc sắp bị tên kia cho ăn bom thì sức mạnh của sở lăng lại quay về cậu thấy có cơ hội thể hiện thì giao tiểu y lại và lao lên chiến đấu cậu đánh bay bom của tên kia nên ả ta đã lấy bạch phục ra để uy hiếp tên kia ném bom vào bạch phục nên sở lăng phải chạy ra đỡ cậu dính đòn và vô tình hấp thụ luôn việc nguyên hồn của tên kia mang theo kẻ ở trong nguyên hồn đó nhận thấy cơ thể sở lăng quá yếu và định hấp thụ thì ma võ đã hiện hình để ngăn nó ma võ chính là chủ nhân của con rồng này hắn muốn con rồng nhớ rõ ai là chủ nhân của nó và cơ thể của sở lăng hiện đang cho ích với hắn nên lo mà giữ gìn cẩn thận sở lăng đã tỉnh lại và bản thân đã có bộ đầu mới con rồng cho cậu biết sức mạnh cậu có là từ viên ngọc của con quái lần trước nó đã điều chỉnh cơ thể yếu đuối của cậu để cậu thích ứng được với sức mạnh đó và cho cậu cơ thể bất hoại, nhưng cơ thể đó cách 6 tiếng mới dùng được một lần. Hai kẻ kia thấy mục tiêu cần bắt là Sở Lăng thì định nhắm vào cậu, nhưng Đậu Âm đã tìm đến cản lại vì chúng đã ở trong vùng an toàn mà dám đánh nhau. Chúng đành quyết định rút về và Bạch Phục muốn Sở Lăng giải thích về chuyện đang xảy ra, nhưng Đậu Âm muốn cả hai quay lại lối về vì chỉ 5 phút nữa là hết giờ. Tối đến, Đậu Âm tuyên bố cuộc thi kết thúc và sau đây là kết quả. Cánh cửa này sẽ là thứ giúp họ vượt qua. Bỏ tiền vào và nó sẽ đánh thức hồn lực trong người và cho biết mỗi người sẽ có màu gì, người đi đầu tiên là Bạch Lang. Thanh niên này nghe đồn là một mình cân 20 thằng nên qua là điều đương nhiên, tên này có màu thuần đen. Thứ hai là Lan Nhược, cô có màu không phải là thuần sắc nhưng vẫn có thể sức mạnh kinh ngạc. À. Hai anh em Tiểu Y thì được thanh niên đầu chọc nhường lại tiền nên cũng có thể qua vòng, với Tiểu Y là màu hồng và là màu hiếm nhất. Bạch Phục cũng thành công qua cửa, Đậu Âm hỏi còn ai nữa không thì con rồng muốn sở lăng bước lên cậu cho rằng bản thân đã hết tiền tệ thì làm gì qua được nhưng nó đã cho cậu hai miếng tiền tệ để cậu có thể qua cửa xem như quà nó tặng cậu không tin vì nó quá đáng ngờ nó cũng chẳng quan tâm cậu có lên hay không mà nói cậu là thằng hay không có chút xứng đáng nào để trở thành hồn sư bị chọc vào tự tôn khiến cậu đã bước lên và bỏ hai miếng kia để vào cửa ai nấy cười khi thông báo tiền tệ của cậu là không nhưng đậu âm lại sốc khi thấy cậu dùng hồn tệ một thứ vốn dĩ không hề được phát của sở lăng là vô sắc ai nấy phản đối vì nghi ngờ cậu đi cửa sau và đã được học viện giúp đỡ ở bài trước cậu cũng bốc được túi nhiều nhất và giờ còn từ đâu ra cái hồn tệ cao cấp này cậu cố giải thích nhưng chẳng ai nghe bạch phục cố giúp cậu cũng bị đám này bu lấy đánh nên cậu đã dùng sức mạnh đẩy chúng ra nhưng phải đến khi hiệu phó tìm đến thì mới giải quyết được hiệu phó cho biết cánh cửa này vốn rất công bằng nên từ giờ sở lăng đã là học viên trường này cậu sẽ bị ghi lỗi vì tội gây gỗ và nếu đám kia có ý kiến gì thì tức là đối đầu với học viện sở lăng không biết nên vui hay nên buồn vì việc thì được giải quyết nhưng cậu mà phạm lỗi lần nữa là bị đuổi tối đó lan nhược lại đến tìm tên đồng bọn và hắn cho biết ma võ đại nhân đang ở trong người sở lăng nên giờ cô phải bảo vệ hắn vì họ cần thêm một hồn thú mạnh ngang con rồng trong kia thì mới phá phong ấn được và trong học viện đang cất giữ một con tương tự suốt tối qua đến giờ sở lăng cứ dầu dĩ vì chuyện mới nhập học đã mắc lỗi nhưng khi đến gần cây đại thụ và được thấy sự náo nhiệt trong này thì cậu đã tươi tỉnh lại hẳn và hăng hái chạy vào trong kia cả hai gặp lại sơ mộc và cô bây giờ không còn phụ trách lớp của cậu nữa mà người phụ trách sẽ là đậu âm ông ta gọi cả hai lết mông đến đây ông ta cho biết sẽ có ba môn họ cần phải học ông sẽ phụ trách một môn đến muộn trừ điểm bỏ một hôm là trượt môn mà ba môn trượt một thì khỏi thi cuối kỳ ông muộn một người làm lớp trưởng và lâm phương tự đề cử bản thân nên ông cho luôn cả hội sau đó đi theo đậu âm đến một nơi là tứ phương để chọn vũ khí đang thắc mắc tứ phương là gì thì tiểu y cho biết nơi đó là một bảo tàng lưu giữ nhiều loại vũ khí khác nhau nơi này khá giống vũ trụ và mỗi hòn đảo sẽ là một màu khác nhau vô sắc cũng có nốt họ sau đó đã được cho đi qua từng cánh cổng đến từng đảo và đảo vô sắc của sở lăng nhìn rất phèn vừa vào trong cậu thấy mấy vị tiên nhân đang hội nhau chơi xúc sắc bên xanh đã thua ngập đầu nên pha này phải gỡ sở lăng tuyên bố ba con một và đúng thật ai nấy cảm ơn cậu nhưng vẫn muốn biết cậu là đứa nào cậu giới thiệu bản thân là tân sinh hệ vô sắc thì họ mới bất ngờ vì lâu nay không có ai hệ như cậu người gần đây nhất chính là đại hiệp phong thiên kia trước đây phong thiên cũng dù giờ nhưng về sau cũng làm nên đại nghiệp cậu nói ra ý định muốn lấy vũ khí thì họ muốn cậu đánh với họ một ván trước cậu chấp nhận vì cậu từ nhỏ lớn lên ở quán rượu nên chỉ cần nghe tiếng là đoán được số ra bao nhiêu một vị đã xúc thử và cậu tuyên bố chắc nịch khiến họ muốn cậu nghĩ cho kỹ trong lúc đó lan nhược và bạch lang cũng đã lấy xong vũ khí Tiểu Y là một cây sáo, Lâm Phương là kiếm còn Bạch Phục là mớ phi dao. Sở Lăng lúc này đã thắng liên tiếp 50 ván nên họ nghĩ cậu là thần cược, họ đã bày ra một đống vũ khí để cậu tự chọn. Tiền tệ thu thập ở vòng cuối chính là phí, nhưng cậu đưa hồn tệ ra thì họ đều sốc, nhưng cũng chấp nhận để cậu chọn. Cậu quyết định xem sắc mặt của họ để chọn. Cái to nhất thì họ thở dài, cái nhỏ nhất thì họ lo lắng. Cậu nghĩ cái nhỏ nhất là ngon nhất nên chọn luôn và kết quả là được vũ khí nhìn như miếng gỗ, bởi vì nó là miếng gỗ thật ai nấy thấy miếng gỗ này thì bật cười còn đậu âm muốn tất cả chuẩn bị mà về phòng đã được sắp xếp sẵn cậu mang tấm gỗ về nhà và không hiểu sao thứ này lại khiến các vị tiên kia lo lắng cũng may là cậu có hai hồn tệ nên lấy được thêm một món nữa đột nhiên đêm đó các tân sinh bị một đám nhìn như dân thu họ đến từng nhà để đòi vũ khí đám này tự giới thiệu là thuần sắc bang lâm phương là đe nhất khi chạm mặt hai tên hồi ở bài thi thứ ba vì lâm phương giờ còn chưa biết cách dùng lần đánh không lại nên đành chấp nhận giao nộp hai người xuất sắc nhất thì đấm luôn cả mấy tên cướp sở lăng thì xin các đàn anh chỉ cậu cách dùng miếng gỗ này họ thấy cậu thảm quá thôi để lại cho cậu phòng thân sáng hôm sau cả hội đã bắt đầu lên lớp để học bạch phục thì phải cống tiền mới giữ được vũ khí sở lăng nghĩ đó có vẻ là lý do họ không dạy cậu cách dùng là vì cậu không đưa tiền lúc gặp đậu âm họ báo cáo lại việc bị cướp mất vũ khí và chỉ có bốn người còn giữ được đậu âm cho rằng là một hồn sư mà không giữ được vũ khí thì làm ăn gì kẻ mạnh hiếp yếu là chuyện quá đỗi bình thường và sau này lo mà học tập cho tốt nếu muốn có lại vũ khí giờ thì cứ xài vũ khí dùng tạm trong quá trình học sở lăng sau đó có gửi thư về nhà và dặn mẹ cứ yên tâm vì cậu ở đây sống rất tốt trừ việc ở nhà dột với ăn đồ ăn phải mất tiền ra thì cậu không nói thêm vào cậu cũng muốn mẹ đuổi vợ sắp đặt đi nữa là được ngày hôm đó đậu âm dẫn đến hai tên khóa trước một tên trong đó là huyền tứ kẻ cầm đầu băng thuần sắc tối qua đậu âm muốn lớp trưởng là lâm phương lên tỉ thí vừa vào đánh thì lâm phương đã bị cho một chiêu đo sàn huyền tứ thấy hơi dễ nên xin đậu âm cho hắn ta được thách đấu với hai người giỏi nhất lớp lan nhược và bạch lang đã phải lên sân và mình bạch lang đã đủ để đánh ngang kèo với huyền tứ nhưng lan nhược cũng vào cho có công và cả hai đã cho huyền tứ một đường trên mặt hai chân bé đủ đứng hò reo các thứ thì huyền tứ muốn cả hai lên luôn cho đủ hiệu trưởng và hiệu phó đều thấy thuần sắc bang này đang dần hung hăng hơn nhưng thầy hiệu trưởng vẫn muốn quan sát thêm một thời gian nữa sở lăng lúc này đánh không nổi cả bốn người giờ cũng bắt đầu chật vật để đối phó với hắn cậu không hiểu sao bản thân không dùng được cái năng lực kia thì con rồng cho biết cậu chưa kiểm soát được nên trước mắt là học dùng cái vũ khí thứ hai kia La Nhược và Bạch Lang nhận ra dưới áo choàng của Huyền Tứ có tụ lại hồn lực rất mạnh, họ chia ra hai bên để đánh còn Bạch Phục sẽ lo ở giữa. Kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ, nhưng không ngờ là Huyền Tứ lại có thể tấn công ở cả phía trước để chặn giao. Sở Lăng muốn có công nên tấn công từ phía sau nhưng cũng gặp tình trạng tương tự, thần lực của cậu trở lại giúp cậu né được và dùng vũ khí thứ hai ở bàn tay hút đi cái áo choàng của hắn. Huyền Tứ lộ ra là có bốn tay khiến hắn tức giận, nhưng đậu âm cấm hắn để bé xé ra to nên hắn mới chịu dừng. Ông cũng muốn cậu trả lại cái áo choàng và cậu lôi được cả đống đồ từ trong vũ khí ra, Huyền Tứ sẽ nhớ chuyện lần này và thề sẽ tính sổ với cậu. Tên Huyền Tứ đã về báo cáo lại cho bang chủ thật sự. Hắn chỉ đơn giản là một chỉ huy, tên bang chủ là Bác Xuyên và hắn thất vọng vì Huyền Tứ để cả bang phải mất mặt vì để mất áo choàng. Bác Xuyên hỏi viên đá hắn nhờ Huyền Tứ đi tìm ra sao thì hắn nhận ra viên đá đã bị sở lăng lấy mất trong lúc cậu hút cái áo choàng. Hắn sẽ đi lấy lại nên xin Bác Xuyên cho cơ hội. Lớp sở lăng sau đó đã có tiết của sơ mộc. Cô dạy về thảo dược và cô muốn họ đi thu thập đủ 8 loại thảo dược trong sách về đây. Một canh giờ nữa sẽ phải về đây tập hợp mỗi nhóm hai người với người ở bên cạnh sở lăng định giữ bạch phục nhưng cậu ta đã bị một người bên cạnh kéo đi mất nên cậu miễn cưỡng phải đi cùng la nhược cả hai không ưa nhau nhưng vẫn phải đi chung vào rừng sở lăng khoe khoang việc bản thân giỏi ở trong rừng ra sao nhưng lan nhược muốn cậu bớt lải nhải mà đi tìm bốn loại sau còn cô đi tìm bốn loại trước cô đi tìm thì hơi rối với loại cây đang cầm với cái trên cây cô đột nhiên chóng váng và trượt ngã rồi bị thương nghe tiếng nên sở lăng chạy đến xem thử cậu đã dùng thảo dược để chát lên vết thương cậu định dùng thắt lưng để băng lại thì cô nghĩ cậu bày trò nên không cần bạch lang lại đang theo dõi cả hai từ trên cây một canh giờ trôi qua lan nhược về nhưng bị thương nên mang được ít có điều sở lăng đã mang một túi lớn về đây và gần như gánh cả bài thi này bạch phục không cam tâm việc hôm nay để thua sở lăng đột nhiên cậu ta thấy con hổ nay mang tên là hồn mi ở đây mà không thấy sở lăng đâu cậu lúc này đang bị huyền tứ và đàn em đến đòi lại đồ nhưng không nói rõ là thứ gì khiến cậu cũng chẳng hiểu chúng đang ám chỉ thứ gì huyền tứ cho rằng cậu đang tự mãn vì nghĩ lần trước ăn được hắn ta nhưng lúc đó hắn chỉ nể mặt đậu âm nên mới tha cho cậu cậu thấy bạch phục thì ra hiệu cậu ta đi gọi người cậu sau đó muốn làm kèo với huyền tứ nếu hắn thắng thì cậu cho hắn tìm hay làm gì tùy ý và cậu sẽ rời học viện nhưng hắn thua thì cậu lấy nơi ở của hắn hắn đồng ý và đúng lúc này thì sơ mộc đến cậu muốn sơ mộc làm chứng cho kèo thách đấu này cô chấp nhận kèo nếu cả hai đều tự nguyện nhưng tuyệt đối không được đánh đến mất mạng lúc sân đấu đã có và bắt đầu thì hai thanh niên đã hét to để bắt đầu nhưng sở lăng lại quay đầu chạy khiến ai cũng cười sơ mộc cũng không khỏi thất vọng vì cậu chỉ được cái mồm nhưng cậu chạy là vì không xài được thần lực chạy một lúc thì cậu hỏi con rồng là dùng cách nào để điều khiển thì nó nghĩ một lúc và cho cậu biết là mấy lần trước cậu dùng sao thì giờ làm lại cậu nhớ mấy lần đó xài toàn lúc nguy cấp nên cậu đã đứng lại đối mặt và không chạy nữa cậu đứng lại và con rồng muốn cậu mở mắt ra thần lực đã được kích hoạt và cậu chặn được hết đòn từ huyền tứ ai nấy đều trầm trồ huyền tứ cũng không hiểu sao cậu lại mạnh như vậy hắn nhận thấy lần trước cậu cũng từng mạnh lên đột ngột như vậy nên giờ hắn không thể lơ là và phải đòi lại viên đá bằng mọi giá con rồng cho biết sở lăng đã gần điều khiển được thần lực hoàn toàn nên giờ nó mạnh hơn trước huyền tứ đã lao đến bất ngờ nhưng cậu vẫn né được hắn vòng ra sau và đánh úp hắn dội đòn liên tục bất chấp sơ mộc có nói dừng lại nhưng sau khi khói tan thì sở lăng vẫn sống vì con rồng đã kịp thời cho cậu lớp lá chắn để chặn đòn con bài tẩy đã mất và giờ muốn dùng lại thì phải mất 6 tiếng huyền tứ không hiểu sao cậu vẫn sống thì nghe cậu nói về việc may là nhờ cái áo thì hắn nghĩ áo là pháp bảo nên xong đến giật lấy nhưng hắn vừa cầm trên tay thì đã bị giật cho bất tỉnh chiếc áo hóa lại thành viên ngọc và con rồng cho rằng ngoại trừ sở lăng thì không ai được quyền chạm vào ông ta sở lăng được tính là đã thắng và giành được nơi ở mới cậu nhờ bạch phục gọi cả đám đến xem nơi ở mới sáu người chính đến xem thì lâm phương không muốn ở nơi xa xỉ này nên kéo cả tiểu y đi do chỉ có hai phòng ngủ nên lan nhược muốn ở chung với sở lăng hai thanh niên sốc vì thường ngày ghét nhau giờ lại chủ động kéo tay cậu đi ở chung nhưng cô gọi ra dây gai nên bạch phục không dám lên tiếng vừa vào đến phòng cô gọi lên một tường gai và cấm cậu chạm vào vì dây này có chất độc cô làm cách này là để có thể giám sát được cậu còn bạch phục thì ở với bạch lang cậu ta cố bắt chuyện với bạch lang nhưng cậu ta vẫn im lặng Bác xuyên lúc này đã trừng phạt huyền tứ thật nặng vì làm mất thể diện của băng đột nhiên hắn nghe tin có tân sinh đến tìm và người đó lại là lâm phương đậu âm đã đi gặp hiệu phó và nhờ cô làm gì đó với cái thuần sắc băng này vì chúng càng ngày càng không xem nội quy ra gì nhưng cô muốn đậu âm cứ để mắt tới sở lăng là được cô cũng biết chúng đã trộn viên đá quý của trường nhưng trước mắt chưa cần điều tra để tránh đánh rắm à nhầm đánh rắn động cỏ đêm đó sở lăng kiểm tra lại hai vũ khí và miếng gỗ thì sắp nát còn cái hư không ấn bên này thì đột nhiên rơi ra viên đá cậu nhận ra bản thân cầm nhầm đồ của huyền tứ thật và đột nhiên tay cậu cũng đập vỡ luôn miếng gỗ một viên đá tương tự xuất hiện cả hai viên đã hợp nhất thành một vật hình cầu cậu đã giả ngủ và phát hiện lan nhược lén đi đâu đó trong đêm nên bám theo nhưng cậu bám theo quá lộ liễu khiến cô phát hiện mà né đi nhưng cô phát hiện còn có bạch lang nữa nên cố chạy đi cô sắp đến chỗ của tên đồng bọn thì đột nhiên ngã gục vì thiếu ngủ nên đã cho một con bướm bay đi truyền tin bạch lang không thấy dấu hiệu của hồn lực nữa thì cũng bỏ về tên đồng bọn nghĩ cô đã thất bại nên cũng chuẩn bị bỏ đi cô sau đó lết đến một nơi phù hợp để nghỉ lại cô bắt đầu tỏa ra những ánh sáng và thu hút sở lăng tìm đến một lần nữa cậu nhận ra cô và không biết sao cô lại ở đây vậy chứng tỏ lần trước cậu bắt gặp cũng là thật cô bị làm phiền thì đã không nghỉ ngơi được mà ngất đi cậu không biết phải làm gì với cô giờ bỏ cô ở trong rừng cũng không hay nên cậu đành đưa cô về ký túc cậu để cô trên giường và vẫn lo về việc bản thân sẽ bị gọi là lưu manh đột nhiên cậu thấy trên trán cô có viên đá và nó sáng lên nên chạm vào thử và được đưa vào tâm thức của cô xung quanh toàn là lửa và có một cô bé hình như là lan nhược thở nhỏ còn cô thì nhìn thấy sở lăng hồi nhỏ cô bật dậy thì chạm mặt cậu cả hai nhìn rất dễ hiểu nhầm và cậu muốn giải thích nhưng cô chẳng thèm nghe mà thụi thẳng vào cậu em của sở lăng cậu giải thích là bản thân cứu cô trong rừng và đưa cô về đây rồi chạm vào kim ấn trên trán cô cậu nói về lời cậu thấy thì cô nhét cây vào miệng cậu để cấm cậu nói điều đã thấy ra cậu cũng hứa sẽ không nói ra vì cậu hiểu được quá khứ như cô Cậu cũng là một đứa trẻ mồ côi không biết gì về cha mẹ ruột, mẹ hiện tại của cậu là mẹ nuôi và dù mẹ không nói thì cậu cũng tự hiểu được. Cậu luôn mồm nói là muốn trở thành như Phong Thiên nhưng cậu biết đó là chuyện ngu ngốc nhưng khi cứu cô ở trong rừng thì cậu càng có động lực để làm vậy. Đột nhiên Bạch Phục gọi ở ngoài kia nên cậu đã lơ là và để La Nhược bỏ đi, cậu đã nhờ Bạch Phục và cứu giúp và lừa là bản thân tập trốn thoát. Trong lúc đó, Bạch Lang đã đến gặp hiệu trưởng. Cậu ta là mật thám của ông và đã xác định được ba gián điệp trong trường nên ông muốn cậu ta khoan đã hành động mà cứ đợi thêm một thời gian nữa. Sáng hôm sau sở lăng đến tìm tiểu y và lấy chiếc vòng của la nhược để hỏi xem cô có biết ai nhìn như lan nhược ở ký túc nữ không cô hỏi người đó tên họ ra sao thì cậu nghĩ là cô họ hoa và đột nhiên hạt sống bị gắn trong tim cậu kích hoạt nên tiểu y phải chữa cho cậu cô nghĩ đó là người quan trọng với cậu thì cậu đỏ mặt và nói dối rằng đó chỉ là người cậu được nhờ đi tìm cô sẽ đi hỏi và nói lại sau cậu không hề nhận ra tiểu y có tình cảm với cậu lớp của sở lăng sau đó có chuyến cắm trại và sở lăng lại đến muộn nên lâm phương đã đưa bản đồ cho cậu nhưng bản đồ này lại dẫn đến cái bẫy mà đám thuần sắc bày ra chúng đòi lại viên đá và cậu không giao ra cậu dùng thần lực thì lại thấy đau bị đánh úp buộc cậu dùng luôn con bài tẩy và càng dùng thì cậu càng kiệt sức một kẻ bí ẩn cho biết đó là do cơ thể cậu không chịu được sức mạnh từ cả hai loại sức mạnh nên càng dùng càng hại bạch phục nghe tin sở lăng lấy nhầm bản đồ thì cho rằng đây là sai lầm của lâm phương lan nhược và bạch lang đã chạy đi tìm gấp còn sở lăng lúc này đứng không nổi tên kia đã giải thích toàn bộ mọi lý do khiến cơ thể cậu như này kẻ này không phải người của thuần sắc kẻ này chỉ muốn biết cậu có giữa hai viên đá hay không cậu thừa nhận là có và nó đã biến thành một thứ gì đó tên kia cho biết đó là chìa khóa để tìm ra một trong ba món thần khí đã tạo kết giới cho trường đó sẽ là một trong ba thứ để mở ra phong ấn trong cơ thể cậu tên đó cho cậu một viên đan dược rồi bỏ đi trước khi đám thuần sắc mỏ đến cậu đã nuốt lấy và khi mấy con bước làm từ hồn lực của la nhược tìm thấy thì cậu đã đánh xong cô dùng hồn lực dẫn lối cho cậu còn tên bí ẩn kia thì bị bạch lang đến xử nhưng đó chỉ là con dối và cậu ta quyết định báo cho hiệu trưởng biết việc có kẻ nguy hiểm đang nhắm đến sở lang sở lang thì đã được lan nhược và bạch phục đến đưa về sở lăng nhớ lại việc tên bí ẩn kia đã nói rằng đám thuần sắc cũng nhắm đến thần khí có điều dù đám kia có được chìa khóa thì chúng cũng không bao giờ tìm được còn nếu cậu muốn có thì đưa chìa khóa đến gặp hắn cậu không biết sao cả hai tìm được cậu thì bạch phục khuyên cậu nên cảm ơn lan nhược đột nhiên một tảng đá bay đến tên bắc xuyên đã đích thân ra mặt để xử lý cậu và đòi lại viên đá lan nhược đã lao đến áp sát thì bị hắn ném cục đá đẩy đi cô dùng cây đỡ được thì hắn cho hàng đống đá rơi xuống nhốt cô lại mấy viên khác sắp rơi vào giữa thì bạch phục đã ném dao phá đi cậu ta cũng ném vào Bắc Xuyên thì hắn cho phi dao bay về lại cậu ta, hắn dồn cậu đến vách núi và muốn cậu giao đá ra, cậu dùng thần lực lao đến thì hắn hất cậu ra cái nhẹ, hắn đã ném một tảng đá vào cậu khiến cậu rơi xuống, còn toàn thay được là nhờ con bài tẩy một lần nữa, hắn đã tóm cổ cậu kéo lên, La Nhược đã thoát ra và tấn công hắn khiến hắn để rơi sở lăng, hắn cố giữ lại thì Bạch Phục đã phải cố để cứu cậu, Bắc Xuyên đang lơ là thì La Nhược đã luồn cây xuống chân hắn và ném đi, cô đến cứu sở lăng thì hắn đã quay lại, cả bọn bị đứng yên bởi ả rắn điệp kia ả à ta đến tìm thử sở lăng thì cậu không có viên đá nhưng lại có luôn cả chìa khóa bác xuyên thấy đây là ý trời và hắn sẽ lấy được thần khí và lên nắm quyền cả ngôi trường này hắn định xử lý toàn bộ nhưng vừa ném đá đến thì ả à ta cũng khóa hắn lại vì họ không thể để sở lăng chết được chúng đã khống chế bác xuyên để cả ba chạy trốn hắn cho rằng chúng tạo phản nhưng chúng từ đầu không hề xem cái thuần sắc bang này ra gì chúng muốn bác xuyên tham gia với chúng vì giờ chúng là lối thoát duy nhất của hắn cả băng sau đó đã bị đậu âm tuyên án cả băng sẽ bị giải tán những kẻ cầm đầu sẽ bị giam một học kỳ còn mấy kẻ dưới trướng thì một tháng đồng thời thu lại hết những thứ mà đám này đã chấn lột và cướp bóc nhưng khi bị giam lại thì bác xuyên đã cười thầm vì hắn đã có kế hoạch đậu âm đã giao lại chìa khóa cho hiệu trưởng và ông thấy có gì đó khác lạ tối đó sở lăng đã cảm ơn lan nhược vì cô đã cứu cô không cần mà bỏ đi còn sở lăng nhớ lại hồi chiều tên bí ẩn đã đến tìm cậu và giao lại cho cậu chìa khóa và muốn cậu giữ cẩn thận còn Lan Nhược thì đã đi gặp tên đồng bọn và hắn cho biết cô cần làm tốt hơn trong việc bảo vệ Sở Lăng vì cô và Sở Lăng đã suýt chết khi chạm mặt Bắc Xuyên. Hắn cho biết mạng của Sở Lăng đáng giá hơn cả hắn lẫn Lan Nhược nên liệu mà làm cho tốt. Sáng hôm sau, Đậu Âm đã cho cả lớp một bài luyện tập vì sắp đến cuối kỳ và còn cả để cả lớp có thể thi lên học viên trung cấp. Sở Lăng đã gồng hết sức để dùng thần lực và rồi đột nhiên ngất xỉu. Bạch Phục xem cậu có làm sao không nhưng cậu vẫn đứng được và muốn tiếp tục. Sở Lăng ra nghỉ một lúc thì được Đậu Âm gọi về. Ông nhận xét là cả lớp đã tiến bộ hơn so với hồi vào học, nhưng ở kỳ thi này thì sẽ có rất nhiều giáo viên làm giám khảo nên lo mà thể hiện cho tốt đậu âm đã dùng thần giao để căn dặn sở lăng là cậu đừng nên cố quá nếu không ổn trong cơ thể thì nên dừng lại và tập luyện thêm rồi năm sau thi bù con rồng khuyên cậu nên nghe theo đậu âm và trước mắt nên bồi bổ tinh thần rồi xử lý cơ thể sau cậu đã được bạch phục đưa về đêm đó cậu không cam tâm việc trước đây cậu dùng được sức mạnh mà giờ thì không cậu sao có thể thực hiện được ước mơ nếu thi sơ cấp còn không qua được cậu sau đó đã lên núi và tìm đến tên bí ẩn kia cậu đưa chìa khóa cho kẻ này để hắn giúp cậu vào được nơi lấy thần khí hắn đã dùng phép và gọi ra được thần điện những hộ vệ của thần điện cũng xuất hiện kẻ này đã phóng một lao và rồi cây lao đó hóa thành mưa tên giam giữ hết các hộ vệ còn vài con chắn đường sở lăng thì kẻ này cũng khóa lại nốt cậu đã tiến vào trong và đến được một nơi có ánh sáng cậu tìm được món thần khí đầu tiên ở đây thứ này là linh long và cậu chỉ dự định mượn một thời gian rồi trả nhưng cậu vừa tiếp nhận nó thì một lớp kết giới của trường đã biến mất cậu có năng lượng khá lớn và chỉ trưởng một cú đã uy lực đến vậy thì cậu nghĩ bản thân giờ là vô song nhưng làm cách nào để lấy thứ đó ra lại thì cậu không biết nên cậu đi hỏi kẻ bí ẩn kia nhưng kẻ đó đã đi mất còn thần điện cũng mất luôn cậu đi thi trước rồi sau đó tính đến việc này sau ở nơi diễn ra cuộc thi ai nấy đều đã đến đông đủ nhưng chưa thấy sở lăng đâu giám khảo thì đều đã đến đây còn sở lăng vẫn đang phi hết tốc lực cuộc thi đã bắt đầu mỗi cặp sẽ đấu tay đôi để chọn ra người thắng bạch phục đi trận đầu cậu ta chạm mặt một thanh niên dạng cơ bắp nên đã ném phi dao lên trời Tên kia vừa lao đến thì những cây dao đã đâm vào huyệt và khống chế lại. Bạch phục qua màn, Lan Nhược thì quá dễ với mớ cây. Đến trận của Sở Lăng thì cậu cũng đến để thi. Đậu Âm thấy cậu có vẻ đã quyết tâm. Đối đầu với cậu là một thanh niên dùng đại kiếm. Vừa lao đến thì cậu đã khóa thanh đao lại và một trường thổi bay tên kia. Cả học viên và giám khảo đều bất ngờ với sức mạnh của cậu. Hiệu trưởng thì đã nhận ra gì đó. Còn tên đồng bọn của Lan Nhược thì đã có thể đem thêm quân xâm nhập vào trường vì một lớp kết giới đã mất. Sở Lăng vừa đánh xong thì lại lăn ra bất tỉnh đang định đi giúp cậu thì ma giáo đã tấn công vào trường. Ai nấy đều cắm đầu chạy còn các giáo viên phải ra trận để cứu học viên. Lâm Phương đã dẫn Tiểu Y đi và chạm mặt một tên, nhưng cậu ta đã dùng phép gì đó để giao tiếp và đuổi tên kia đi. Tên đầu sỏ đã tấn công Bạch Phục để cướp Sở Lăng, nhưng hiệu trưởng đã lao đến bảo vệ cậu, tên kia thấy lâu rồi mới gặp lại ông, bởi ông chính là vị đại hiệp lừng lẫy phong thiên năm xưa. Ai nấy đều bất ngờ, hắn cho rằng ông đã yếu so với trước đây nhưng ai ăn ai thì vẫn chưa biết. Bạch Lang tìm đến thì ông cho cậu ta và quân lính đi đối phó lũ đồng đảng ma giáo kia. Ông đã biết kế hoạch của chúng lâu nay và cả việc chúng để Sở Lang tiếp cận với thần khí cũng là mồi nhử do ông bày ra để dụ chúng vào. Hắn lao đến thì ông chỉ chặn đòn và nhân sơ hở tung một trường đẩy lùi hắn. Hắn đã hóa sang dạng khác và tấn công chớp nhoáng hơn khiến ông không kịp trở tay. Ông đã buộc phải dùng đến phép hồi xuân và hắn cũng dùng luôn phép biến sang hình dạng mới. La Nhược đang chạy đến chỗ của Sở Lăng thì tên kia đã bị Phong Thiên đánh cho trọng thương mà còn chưa nhận ra. Ông đã gọi đến một linh hồn và một tay hất hắn vào cây đại thụ hắn đã lấy lan nhược ra làm lá chắn thì ông buộc phải dừng lại ông biết thân phận thật của cô nhưng cô đã dừng dây trói hắn lại rồi thoát ra phong thiên nhân cơ hội cho một đấm kết liễu hắn cô biết hắn luôn xem cô như quân cờ nên giờ chẳng cần phải nghe theo hắn làm gì phong thiên đã hết thuật hồi xuân ông đi đến chỗ sở lăng và hứa sẽ cho lan nhược biết những gì cô muốn đột nhiên ông bị đánh lén từ sau lưng bởi chính cô hiệu phó cô ta đã lộ bộ mặt thật và là người cầm đầu đám ma giáo cô ta đồng thời cũng là con nuôi của ma võ cô ta đã cho người bao vây cả hội và cho biết năm đó khi ông phong ấn ma võ thì cô ta đã lặn lội đến đây ông lúc đó không hề nhận ra cô nên mới để cô vào đây cô ta đã không ngừng tìm kiếm thông tin về ma võ và hai tháng trước lúc họ bắt gặp sở lăng thì ông đã có sắc mặt rất khác và cô ta biết cơ hội của cô ta sắp đến chính cô ta là người đã điều khiển con dối và dẫn dụ sở lăng đến thần điện và lấy đi thần khí sở lăng lúc này đang bất tỉnh thì nghe được tiếng bạch phục nên tỉnh giấc nhưng trước mắt cậu là phong ấn và kẻ đang chiễm chệ ngồi ở kia chính là ma võ cậu chưa hiểu gì nên con rồng nói luôn cho cậu hiểu hắn đã giao kèo với cậu và cậu đã chấp nhận thả phong ấn cho hắn để đổi lấy sức mạnh giờ cơ thể cậu sẽ thuộc về hắn hắn đã cố nút chừng sở lăng và hóa lại cái dạng như sukuna ngoài kia hắn dịch chuyển đến chỗ hiệu phó nhưng phong thiên cho rằng cô ta lúc này đã bị bao vây nhưng ông không lường được việc cô ta đã thả đám thuần sắc bang ra à bất động kia đã trói toàn bộ lại bác xuyên cũng mò đến và hắn đã dùng phép dịch chuyển cả đám đi đậu âm kịp đọc não và biết chúng đang đến tế đàn phong thiên cho biết trong hai canh giờ nữa họ phải đòi lại được sở lăng nếu không mọi thứ sẽ chấm hết còn sở lăng lúc này thì vẫn chưa hoàn toàn bị nuốt chửng đám ma giáo đã thành công đến được tế đàn và hiệu phó ra lệnh không cho kẻ nào vào phá đám hội của phong thiên thì cũng đã bứt tốc nhanh nhất có thể để đến kịp lúc sở lăng lúc này vẫn cố chống cự và cho rằng bản thân là hệ vô sắc và giống với phong thiên từng đánh bại hắn nhưng hắn cho rằng ai cũng bị phong thiên che mắt tiểu y lúc này nhận ra lâm phương sớm đã biết chuyện xảy đến nên cậu ta thừa nhận luôn là đã đầu quân cho thuần sắc bang vì không cam tâm việc bản thân phải nhờ đến bao sự hy sinh mới vào được lại không thể bằng một kẻ như sở lăng Tiểu Y quyết định quay đi cứu Sở Lăng và cho rằng Lâm Phương chấp nhận đầu quân cho Ma Võ thì cái tôn nghiêm của kiếm tông cậu ta vứt đi đâu. Trong lúc đó, hội của Phong Thiên đã tìm đến và chạm mặt hội của đám ma giáo, quái vật ở gần đó cũng không biết từ đâu chui ra. Vừa phải đấu với đám ma giáo vừa phải chống chọi với quái vật khiến phe của Phong Thiên thua thiệt rõ rệt. Sở Lăng lúc này đã gần như chịu thua và dần tan biến, nhưng Lan Nhược đã đi đường khác và xâm nhập vào được tế đàn. Cô không biết cách nào để gọi cậu tỉnh dậy thì nhớ ra việc cậu từng xâm nhập vào trí não cô thông qua kim ấn nên giờ cô sẽ làm tương tự cô đã vào trong kia và chạm mặt võ thần sở lăng không hiểu sao cô lại ở đây thì cô đã nói một câu mà cậu từng nói khiến cậu nhận ra cô chính là kẻ mặc áo choàng lâu nay cô bị tên ma võ áp đảo và sở lăng biết bản thân không thể làm kẻ phế vật mãi được nên cũng tự thức tỉnh năng lượng vô sắc thật sự của bản thân khí tức của ma võ đã tan biến và tiểu y cũng đã tìm đến và chữa thương cho phong thiên sở lăng lúc này đã dùng sức mạnh để tấn công ma võ nhưng hắn dễ dàng chặn lại lan nhược dùng cây trói lại để cậu tung đòn thì hắn bộc phát sức mạnh ra để đẩy cả hai đi hắn sau đó đã dùng bành trướng lãnh địa và biến xung quanh thành thế giới của hắn tại đây sức mạnh của hắn là vô hạn sở lăng đã lao đến tấn công hắn thì lan nhược buộc phải hỗ trợ cậu sở lăng đấm được một cú nhưng hồn lực của cậu nhanh chóng bị hắn hút lấy buộc lan nhược phải kéo cậu về cô sau đó chặn cho cậu một chiêu tất sát và nói bản thân làm vậy là để trả ơn vì lần đầu cả hai gặp nhau cậu cũng đã làm tương tự với cô cô sau đó tan biến và năng lượng lại bị ma võ hấp thụ cậu đau lòng nhớ lại những lúc cả hai ở cạnh nhau sức mạnh của cậu bộc phát đến mức cực đại và làm dung chuyển cả sàn đấu phong thiên thấy khí tức của ma võ lớn trở lại thì liền xông vào ngay sở lăng đã lao đến với tốc độ gần như dịch chuyển và đấm một cú khiến ma võ văng xa hắn tung trưởng thì cậu chặn lại và đấm trả hắn dùng cây đẩy cậu lên thì cậu tung hàng loạt phát đạn vào hắn thế nhưng cậu càng sử dụng hồn lực thì hắn càng hồi phục lại được nên cậu đã vứt luôn hồn lực mà đấu tay bo vì từ đầu cậu vốn chẳng có tí hồn lực nào trong người chiêu của hắn đã đẩy lùi cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến bước vì cậu đã hứa với la nhược là sẽ chiến thắng cậu chấp nhận để mất một tay và lao đến đấm vào mặt hắn hắn bẻ tay còn lại của cậu thì cậu cắn hắn thấy cậu cố gắng đến vậy vì la nhược thì cậu đã nhớ ra việc bản thân có giao kèo với cô cậu đã nói ra những thứ cậu thấy trong tâm trí cô và khiến hạt giống ở tim dần đâm trồi ra ngoài không gian của tên ma võ bị phá vỡ dần và hắn có làm gì thì cậu vẫn nói khi tức từ ma võ một lần nữa biến mất và đám ma giáo thua cuộc thì đành rút lui phong thiên đã chạy xuống xem sự tình ra sao và khi sở lăng tỉnh dậy cậu thấy la nhược đang ngồi trước mắt cô mới đặt thêm một hạt giống khác để bịt miệng cậu và cho biết ma võ vẫn tiếp tục được phong ấn trong cậu Thần khí thì Phong Thiên đã lấy lại, năng lực của cậu cũng bị khóa nốt và giờ cậu thật sự vô dụng rồi. Cô tặng cậu một cái hôn và cho cậu biết tên để sau này còn gặp lại. Cô vừa bỏ ra thì hội Bạch Phục cũng kéo đến hỏi thăm, tiểu y thì lại nhìn Lan Nhược với một ánh mắt đầy căm ghét. Cô sau đó đã đến tìm Phong Thiên và ông đã cảm ơn cô vì cứu Sở Lăng trong giây phút quan trọng nhất. Trong lúc đó, bác xuyên và à hiệu phó đã về bẩm báo về tên đứng đầu thật sự, hắn là Hắc Nguyệt Vương và giờ hắn sẽ phải đích thân ra tay. Phim đến đây là kết thúc và đa phần phim chung đều không có phần 2 nên tôi cũng không chắc phim này có phải ngoại lệ không, dù sao thì tạm biệt